Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giỏ lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Giỏ thì nó quá đẹp luôn các bác. Này, cái cây này thì lá chỉ được có 5 sen thôi nha các bác nhé. Đây, lá thì siêu gân luôn các bác này. Đây, lá siêu gân luôn nhé. Một mẹ 5 thằng con nha các bác nha. Một mẹ 5 thằng con nha. Đó, như thế này nha. Một cây như thế này. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Lá được 5 sen đấy nha. Em mua rẻ thì em bán rẻ thôi. Cho giò số 1 nha. Số 2 này, cái cây này thì lá được 5 sen rưỡi, còn cây này lá được 5 sen. Một mẹ 4 thằng con, mỗi một cây là một mẹ 4 thằng con nhé các bác nha, được 8 thằng con và hai mẹ là 10 nhá. Lá siêu ngắn này các bác này, lá siêu ngắn này. Đấy, lá siêu to luôn. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 3 triệu nha, 3 triệu nha. Đó, như thế này 3 triệu. Cho giò số 2 nhá. Số 3 này, một giò cẩm báo, nó đang có 4 cây nha các bác nhá. 4 cây như thế này. Đó, em đã cho vào một chiếc chậu rồi. Đẹp rồi nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 700.000 nha. Hàng thuần lâu năm nha. Hàng thuần lâu năm nha các bác nhá. Đây nhá. 700.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Hoàng thảo tam bảo sắc này. Hoa đẹp chưa? Hoa khá là to nha các bác nhá. Và khá là to luôn. Như thế này. Đó. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 350.000 nha. Cái giớn này là rộng được 60 sen nha. 60 nha. Cho giò số 4. Số 5 này các bác này, hoàng thảo tam bảo sắc này. Đấy, nụ khá là nhiều nha các bác nha. Nụ đây nha. Đấy. Còn rất là nhiều nụ luôn. Hoa này to cực luôn nha các bác nha. Nhìn nó bé thôi nhưng hoa to lắm ạ. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 350.000 nha. Cho giò số 5. Số 6 này, tiểu quế này các bác này. Tiểu quế nha. Nụ đây nha các bác nha. Hoa siêu thơm, hoa thơm như quế các bác ạ. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000. Cho giò số 6. Số 7 đây các bác này. Đấy, một giò hoàng thảo u lồi, một mầm gốc 2 3 4 5 6. 6 mầm gốc nha các bác nhá. Một cái giò hoàng thảo u lồi như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 7. Số 8 này, hoàng thảo môi tua nha các bác nha. Nguyên cái chậu này nó đã rơi vào tầm 40.000 rồi nha các bác nha. Riêng cái chậu vừa giớn này, nó rơi vào tầm 40.000 rồi. Mà nó đang có nụ rất nhiều nha các bác nha. Đang có nụ rất nhiều luôn. Đây, đó, cái này là đang được 4 cái mầm nụ rồi. Đó. À, nụ đây nha các bác nha. Khá là nhiều luôn. Bác nào lấy cái giò hoàng thảo môi tua như thế này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Một dè nha. Hàng một dè thuần lâu rồi nha. Hoa vàng nha các bác nha.
Hoàng thảo môi tua hoa vàng. Cho giò số 8. Số 9 này các bác này, một cái chậu này nếu mà bác nào muốn thay thì em thay cho nhá. Đây. Hoặc là bác nào để đứng như này. Cái cây này lá nhăn nha, rồi nhá, lá nhăn rồi nha, lá nhăn ngọn. Cái này lá ngọn cũng nhăn rồi. Đấy. Lá này chắc chỉ được gần 4 sen rồi nha các bác nhá. Gần 4 sen, năm vừa rồi nó ra được 2 bông hoa. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 500 nghìn nha. Nó nhăn ngọn thì nó sẽ mở lá nha các bác nhá. Em bán 500 nghìn đây nhá. Rẻ quá. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Cái này là phi điệp vàng nha. 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. 5 thân như thế này nhá. 5 thân hoa nha các bác nhá. Đấy, nó thắt ngọn rồi, chuẩn bị sưng nụ rồi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 270.000. 270.000 nha các bác nhá. Cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Một giò trúc mành nha các bác nha. Trúc mành nha, nhà em đã thuần rồi nha các bác nha. Đây, mầm gốc đây nha. Kỳ của nó vẫn ra hoa bình thường. Riêng cái dòng này nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha, chúc mày nha. Cho giò số 11. Số 12 này. Đấy, đùi gà tròn Lai Châu nha các bác nha. Khá là nhiều mầm gốc nha các bác nha. Một giò như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. Nó họ bóc vỏ vào về nên là em cũng ốp nó vào đây luôn. Ốp vào luôn vào thân gỗ này cho các bác này. Đấy. 200 nghìn nha. Hoặc các bác về các bác thả vào chậu như này cho em là cũng ok nha. Cho giò số 11, à 12. Thôi, nhạn tháng 8 này để nó ra hoa xong thì em bán cho các bác nhé. Nó đẩy nụ lên thì em bán. Số 13 này các bác này, nụ hoa nha, các bác nhìn đẹp chưa, cánh bay chưa, đấy, hàng một giờ luôn, 12 mầm gốc, 3, 6, 8, 10, 12 mầm gốc, hàng một giờ nha, 12 mầm gốc, nụ đây nha, đấy, bắt đầu nở đây, đây, có 7 thân hoa, 8 thân hoa nha các bác nha. 8 thân hoa. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. 8 thân hoa nha. Và 12 mầm gốc. Cho giò số 13. Số 14 này có 5 mầm gốc nha các bác nha. Một mầm gốc ở đây nữa rồi. Đấy. Sáu mầm gốc luôn này, các bác này. Có 2 mầm gốc bé và 4 mầm gốc to. Như thế này. Hoa đây, 4 thân hoa đây. Đấy nha, các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. 300.000 nha.
cho giò số 14. Số 15 này các bác này, Sơn Thủy Tiên nhà em này. Năm nay ra mầm gốc thì 1, 2, 3 này. Đấy, để em 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Được 8 mầm gốc luôn, một cái giò như này. 8 mầm gốc luôn. Quá đẹp luôn nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Đến lúc nó ra to rồi ấy, thì không có giá 400 nghìn nữa đâu nha các bác nhé. Cho giò số 15. Số 16 này, 5 thân hoa này các bác này. 1, 2, 3, 4, 5 thân hoa. 9 mầm gốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 mầm gốc rồi. Em tính 9 mầm gốc nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. Cho giò số 16. Rồi, bác nào lấy cái cây này. Số 17 này, cáo Lai Châu này, các bạn này. Một khúc nguyên bản như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 220.000 nha. Các bác nha, 220.000 cái khúc này nha. Cho giò số 18 nha. Đây, em có cái giò cáo này. Đấy, cáo này nha, em xoay cho các bác nhìn này. Đây nha. Đấy. Có một cây phân nhánh nha các bác nha. Một cây phân nhánh. Cây này nó đang được có 3 cái nụ nha. Cây này thì em đã vặt hoa rồi. Đấy, còn cây này phân nhánh nha, cây này phân nhánh nha. Cây phân nhánh to này nha. Và đây. Đấy, hai cây bên này và một cây bên này nữa. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 3.500.000 nha. 3.500.000 nha. Cho giò số 18. Đây các bác này. Một cây, một mẹ, hai đằng con. Hai đằng con nha. Lá này được trên 4 sen nha. Cái này được chỉ được 4 sen thôi. Nó đã chạy rễ rồi nha các bác nha, đã chạy rễ rồi. Đang có một bông nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Đang có một bông hoa nha. Cho giò số 19. Đây, số 20 này các bác này. Cái giò này thì em mới trồng thôi nhưng nó đã chạy rễ rồi nha các bác nhá. Hoàng thảo tam bảo sắc nhá. Mười mấy thân hoa luôn các bác nhá. Mười mấy thân hoa luôn. Mầm gốc thì đây. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. Mười mấy thân hoa luôn nha các bác nhá. Mới nở có một thân thôi. Mới nở có một thân. Đấy, hoa khá là đẹp nha. Đây nha, hoa khá là đẹp. Hoàng thảo tam bảo sắc nha. Cho giò số 20. Đây này, các bạn này, hoàng thảo tam bảo sắc này. Nụ chi chít luôn. Đấy.
Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. Nụ bé như thế này thì chuyển miền Nam bình thường nha các bác nhá. 200 nghìn nha. Cho giò số 21. Phi điệp vàng ở ngoài này thì em cho hết lên trên cao nên là em không ấy được. Đây này các bác này. Đấy em mời các bác đi ngắm những cái giò lan ở trên đồi nha em nhé. Đấy, trên đồi. Đấy, một cái chậu phi điệp vàng quá khủng luôn. Đấy, em sẽ trèo hết lên trên cây như này. Đến mùa hoa thì em lại bán phục vụ các bác nhá. Đấy. Đây, một giò phi điệp vàng như thế này. Mười mấy thân hoa luôn. Đôi 4 này, 6 này, 8 này, 10 thân hoa. Đấy, bác nào lấy cái giò này nhá, cái xô xanh nhá. Mầm gốc đã chạy rồi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 600 nghìn nhá. Toàn thân dài đâu. Nhá, 600 nghìn nhá. Cho giò số 22. Đây, số 23 này. Đấy, cái giò này cũng là 600 nghìn nha. 600 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 23 nha. Đấy. Khá là dài, đẹp nha. Phi điệp vàng năm nay nó mà nở thì thôi rồi luôn. Đấy, cho giò số 24 nha. 600 nghìn nha. Số 25 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 thân. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 180.000. 180.000 nha, phi điệp vàng nha. Cho giò số 25. Đây nha, gà nhà em cũng treo hết lên đây nha. Đó, treo hết lên đây. Đây, cả bên này nữa này. Đó. Em treo hết lên trên cây luôn. Dàn của em thì ở dưới kia. Đây nha, số 26 này các bác này. Đấy, cái này được 2 nụ rồi. Đấy, các bác nhá, 2 nụ rồi. 3 nụ rồi. 4 nụ, 5 nụ. 6 cái nụ. 7 cái nụ. Và 2 bông này. Đấy, đẹp chưa? Một giọt to. Cái giớn này thì nó cũng dài chỉ được khoảng độ 70 cm thôi. 6-70 cm nha các bác nha. Bông khá là dài, nó đã chạy rễ rồi nha các bác nha. Đây em cho các bác xem rễ. Đây rễ đây nha. Đây nha, đây nó bám hết trên này. Những cái cây bé này thì nó bám hết rồi. Đây cái này cũng bám hết rồi. Cái này thì chưa bám nha. 7 cái nụ nữa. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cái cây, cái bông này là bị thối rồi nè. Cho giò số 1.200.000 nha. Cho giò số 26. Đây số 27 này các bác này. Cái cục gỗ này. Hàng một dè nha các bác nha. Đang đã có 3 bông hoa. Đấy, 3 bông hoa. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho 1 triệu nha. 1 triệu nha. Cho giò số 27. Đây số 28 này các bác này. Một cái dè, giò trồn siêu to khổng lồ nha. Cái này cao được 1 mét nha. Cái gỗ là cao được 1 mét. Cái bề rộng của nó chắc được phải được 80 cm. Đấy. Đây nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 2 triệu nha. 2 triệu nha. Em trồng khá là lâu rồi. Cho giò số 28. Đây các bác này, số 29 này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cây nha các bác nha. 16 cây một giò trồn như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn. 16 cây nhá.
Cái cục bên này là không phải nha. Đấy, 1.200.000 nha. À, cho giò số 29. Đây, cái này thì em trồng thêm vào như nó đã chạy rễ hết rồi nha. Còn hai cây cục này là cục nguyên bản. Đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha. Cho giò số 30. Đây, số 31 này, một cây này. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Đấy, bác nào lấy cái giò này thì em để cho 380.000 nha. Gỗ này không bao giờ hỏng được nha. Cho giò số 31. Đây, các bác nào muốn mua nhiều cây này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây. Đấy, 11 cây như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 480.000 nha. Cho giò số 32. Đây, số 33 này. Một cái dề gà đẹp như thế này. Em bán có 200.000. 200.000 thôi nha các bác nha. Một cái hai dề cái này nữa. Là một dề nữa là hai dề. Đấy, một cục gỗ như thế này. 200.000 dễ, nó còn dài như thế này mà các bác. Đây, dễ của nó đây. Đấy. Nó quá thuần rồi nhá. 200.000 cho giò số 33. Số 34 này các bác này. Đấy, một cái giò nghệ tâm nha. Đấy, mầm gốc thì quá ok luôn. Này, các bác này. Vùng quanh luôn nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha, cho giò số 34. Đây, số 35 này các bác này, em cho các bác xem cái long tú đá xìn hồ nguyên bản từ rừng nha các bác nhé. Một giò như này mà chạy vùng quanh luôn. Đó. Đây nha. Đó. Thần quá ok. Bác nào lấy cái giò nguyên bản đấy. Cho giò số 36. Đây, số 37 này. Một cái giò quế to như thế này. Đó. Cao được trên 60 cm nha, 70 cm nha. Bác nào lấy cái giò quế trắng tháng 8 như thế này, em để cho các bác với giá là 1.100.000 nha. Cho giò số 37. Số 38 này, một cái khúc kèn nguyên bản. Còn không thèm trồng, em cứ để đây thôi. Đã cao được 40 cm nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho là 280.000 nguyên bản từ rừng nhá. 280.000 nhá. Cho giò số 38. Nhìn cái giò kèn này em chưa? Cái thân này là nó dài được 50 cm này này. Đó. Kèn nhá, một cái giò như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1.600.000. 1.600.000 nha, có 6 mầm gốc nha. 6 mầm gốc. 1.600.000. Cho giò số 39. Đây, số 40 này. Cái này là người ta gọi là đen rỗ Úc nha. Đen rỗ Úc nha. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha. Cái lá này nó chết để nên là không ảnh hưởng gì đâu. Cho giò số 39. Đấy các bác nha. Em vẫn cho các bác xem gà này em nha. Nó dài được 80 cm, 90 cm rồi mà nó vẫn chạy ngọn nha các bác nha. Chị vẫn chạy ngọn. Đấy, nên là các bác cứ xem thôi. Đây, em có một cái cục nguyên bản này, hoàng thảo kèn 4 mầm gốc này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này, cái cây này, cái khúc này, cả giò luôn, em gửi cả giò nhá. Em bán cho các bác với giá là 900.000. 900.000 nha. Khúc kèn như này nha. 4 mầm gốc nha. Cho giò số
Đấy, gà nhà em này. Nó dài cả mét rồi nhá. Cái giò to kìa. Dài cả mét rồi. Đấy, khách nó gửi lại thôi. Nên là không bán cái giò đấy nhá. Đây, em mời các bác ngắm những cái giò cáo nhà em nhá. Đấy, đẹp chưa? Đẹp chưa? Quá ok luôn. Chậu này là chậu 35 nhá các bác nhá. Lá này, em cho các bác xem lá này. Lá này. Lá này cũng gần 5 cm này các bác ạ, 5 cm. Con nó ở giữa này nhá. Em thay chậu 35. Đấy, cái này thì hoa phân nhánh. Phê con tê tê. Đây các bác này, em mời các bác ngắm cái giò cáo. Lưỡi nó thì rất dài nhá các bác nhá. Lưỡi nó rất dài. Đây. Đốm này. Quá đẹp luôn. Đẹp các bác. Đây. Đây còn cái cây đốm này. Cánh của nó chỉ chấm 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 thôi này các bác này. Đó. Bác nào lấy cái cây này em để cho 400.000 nhá. 400.000 nhá. Có 3 cây con này, 4 cây con này và 1 cây to nhá. 400.000 nhá. Cho giò số 41. Đây số 42 này các bác này. Cây này thì chưa ra hoa lần nào, lá nó chỉ được có 4 cm thôi nhá. Lá này chưa chắc chỉ được 4 cm mà lá siêu ngắn này. Bác nào lấy cái cây này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nhá. 450.000 nhá. Cho giò số 42. Đây, cây này. Cũng khá là đẹp, lá khá là ngắn nhá các bác nhá. Bác nào lấy cây này em để cho các bác với giá là 400.000. Cho giò số 43. Đây số 44 này các bác này. Đây các bác nhìn cái chất cáo của Lai Châu nó rất là nét nhá. Cái họng của nó rất là nét luôn. Đấy. Bác nào lấy cái giò cáo như thế này, hỏng mất một lá như này nhá các bác nhá. Đấy. Giò này thì được lá được 5 cm này. Cái cây này lá được 5 cm này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha, có 5 cây nha. Đấy, cái này em trồng thuần rồi. Nên các bác về. Cho giò số 44. Số 45 này các bác này. Cái cây chồn à, có giò này có 2 cây chồn nhá, em thuần rất là lâu rồi. Đó. Rễ nó đã bao bọc hết đây rồi nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.500.000 nhá. Đến sang năm là không cuối năm thôi, giá 1.500.000 nữa đâu các bác ạ. Riêng cái giò này lá siêu dài các bác nhá, lá siêu dài. Cho giò số 46. À, đúng rồi. Số 47 này các bác này. Một cái giò cáo như thế này. Lá nó chỉ kẻ một bên thôi nha các bác này. À, có này. Đây, nó chỉ kẻ một bên. Đây, nút kẻ đây nhá. Đấy, một cái giò này 4 cây. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha. Cho giò số 47 nha. Rồi, cái này là số 0 này. Đấy, một cái giò cáo hơn 5 cm, lá hơn 5 cm nha các bác nha. Đấy. Đấy. 3 triệu. 14 cặp lá. 3
triệu. Đây nha em, mời các bác ngắm cái cây chờ sóc nhà em nhá. Một mẹ ba thằng con nha. Một mẹ ba thằng con này. Đấy. Em cho các bác xem mặt bông của nó nhá. Hoa siêu tím này, lại đốm nữa này. Đấy, đốm nha các bác nha. Đấy, đốm nha. Đẹp chưa? Đốm nó như kiểu là đốm bọt sữa luôn này. Các bác này. Đấy, đốm này. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 3 triệu nhá. Lá này đây, khá là to luôn nha các bác nhá, khá là to luôn. Không biết là đo kiểu gì luôn nhá các bác nhá. 3 triệu. Đây em chỉ còn đúng 2 giò là nó đang nụ thôi. Cái giò này thì nụ nó như một ngón tay út luôn. Nụ nó to như ngón tay út nha các bác nhá. Đó, như thế này. Một mẹ một thằng con. Lá nó chỉ được có 6 sen rưỡi thôi nha các bác nhá. Lá 6 sen rưỡi nha. Bác nào ưng thì cứ ới em nhá. Đấy các bác. Nhìn cái cây lá ngắn kìa chưa? Lá nhăn chưa? Em chuẩn bị em cho lên con. Chào lắm. Đây nha, em mời các bác một dè 23 đầu nha các bác nhá. Bây giờ em chỉ mời các bác ngắm lá của nó thôi các bác nhá. Mời các bác ngắm lá của nó thôi. Chứ em đã xuống hoa rồi. Đấy, đẹp chưa? Cây nào to nhất thì lá thì nó gần như là cây nào cũng lá 5 sen, hơn 5 sen một chút nha các bác nhá. Lá hơn 5 sen một chút. Khoảng 5 sen 2, 5 sen 3 gì đấy. Và năm vừa rồi là được có 28 bông hoa. 28 bông hoa. Đấy, 23 đầu. Nó rộng là nó rơi vào tầm, nếu mà tính đầu lá nó rơi vào tầm 1 mét nha. Cao tầm 1,5 mét lên đến móc nha. Đấy. Khá là đẹp. Quan trọng là các bác phải có chỗ để nữa cơ, chứ không phải là mua về xong lại nó lại chết đi là em cũng không thích bán luôn nha. Không thích bán luôn. Đây em mời các bác ngắm giò quý nhăn nha. Quý nhăn nhà em nha. Đó. Con nó bây giờ mới nhăn này các bác này. Đó. Con nó nhăn tít thò lò luôn này. Này, lá này. Nhiều lá rất là to nha các bác nhá. 3 cây. Em cắt 5 con. Em ra chậu. Bây giờ em chỉ còn đúng một giò là chuẩn bị nở hoa nha. Các bác nha, chuẩn bị nở hoa nha. Nếu giò này năm nay em không bán được nữa là em sẽ cắt ra em cho vào chậu. Em sẽ trồng riêng nha, không để nữa nha. Em tách ra. Nhiều to các bác không có như này. Hoa này chắc là khá là đậm. Cái này thì được 5 sen. Còn cái này được 5 sen. Đấy. Một giò to như thế này đang được gần 20 bông hoa này các bác ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 bông hoa nhá. Không biết là 17 hay 18 bông hoa đây các bác ạ. Đấy, một giỏ to như thế này. Cao tính trên 1 mét luôn nha các bác nha. Cái giò này thì sơn thủy tiên thôi. Sơn thủy tiên như nó là họng đen nha các bác nhé. Họng đen nha. Cái này lên được đôi 4, 6, 7. Nguyên cái chỗ này là được 7 mầm gốc này các bác ơi. Còn ở bên mấy bên kia chắc được vài cái đâu. 2, 3 cái đâu. 4 cái, 4 mầm gốc. Như cái giò này thì em bán rồi. Còn nếu mà bác nào muốn lấy thì kiểu trồng trụ như thế này em. Đấy, giò nhạn tháng 4 này thì em đã xuống lá rồi nhá. Bây giờ nó đang đẩy con của nó. Đang đẩy con nhá. Em không muốn kích vì là kích là ngọn nó sẽ không đi nữa, nó chỉ đi con thôi. Em không muốn kích, nó tự nhiên. Em muốn để cho ra tự nhiên thôi. Kích nó hại cầy lắm các bạn ạ. Này, cầy. Các bạn này, nhìn cầy. Đấy. Lá siêu ngắn nha. Còn hàng đây. Hàng quý nhân em đã ra chậu này. Đây các bác nhìn đây, giò sơn thủy tiên hai dè nhá, cái này là hai dè nhá. Ô, cái này phải cho lên thôi. Vâng, cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Các bác lấy gì thì cứ ủng hộ em nhá. Em là vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu các bác. Đấy, quế trắng tháng 8 nhá. Quế trắng tháng 8 bác nào muốn ưng cái giò như thế nào thì báo em nhá. Cái giò này thì em bán 3 triệu rưỡi thôi. Đấy, đây nhá. Giò chậu này là chậu 60 hay 70 đấy các bác ạ. Còn cái giò này. Đấy, một mẹ một con vào có một cây ngoài này nữa. Đấy. Cái giò này thì 3 triệu. Rồi 2 triệu 8 cũng được nhá. 2 triệu 8 được lá từ gốc luôn. Đây, còn cái giò này. Cái này cũng là một mẹ hai thằng con, ba thằng con. Một mẹ ba thằng con to nhá các bác nhá. Cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cặp lá rồi. Con của nó, con to cũng 9 cặp lá rồi nhé các bác nhé. Chứ không bé đâu. Đây. Nguyên bản gốc của nó này. Khá là đẹp nha. Căn bản là không biết chăm nên là để nó bóng quá. Nó cũng không thể ấy được. Không thể... nó như xưa được nha các bác nhá. Đây, con này nữa này là 4 con. 4 con nha. Nguyên bản này đặt vào chậu thôi.